Xin kính chào anh chị em các bác nha. Hai chiếc Nissander trắng và đen đều được sản xuất năm 2021, bản nâng cấp của dòng xe Toyota Fortuner, được trang bị cam 360, cảm biến trước sau, la răng 18 inch và là la răng hình cánh hoa anh chị em nhé. Một cặp xe luôn, trắng đen của hai dòng xe này, được cải tiến thêm nội thất này. Đó, tam ly cửa pha da, ghế hai màu. Đó, trần da lộn anh chị em nhé. Hai chiếc đều tương tự nhau anh chị em ạ. Đều được trang bị đá cốp. Và giá thời điểm này thì cũng chỉ loanh quanh hơn 1 tỷ là anh chị em đã sở hữu ngay được chiếc xe Toyota Legender 2021 này rồi anh chị em nhá. Một cặp luôn anh chị em ạ. Cốp điện, cam lùi, hai chiếc luôn anh chị em nhá. Đó. Một chiếc biển Hà Nội, một chiếc biển tỉnh anh chị em nhá. Đây, ghế chỉnh điện này. Hỗ trợ trả góp nhanh gọn cho anh chị em. Đèn lồ start top, điều hòa tự động. Đấy, gương kính chỉnh điện một chạm đầy đủ luôn anh chị em nhé. Cam 360, gương chống chói, trang bị dán phim cách nhiệt. Đấy, cũng như cả cam hành trình cũng đầy đủ rồi anh chị em nhé. Có hai chiếc xe để anh chị tham khảo. Anh chị em nào có nhu cầu quan tâm đến những dòng xe Toyota Fortuner, Legender, Everest, Santa Fe thì bên em đang sẵn đầy đủ xe luôn anh chị em nhé. Cảm ơn anh chị quan tâm theo dõi. Xin chào anh chị nhé.